Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi bản tin thời sự cập nhật đầu giờ của truyền hình Thông tấn. Sáng nay ngày 8 tháng 4, tại khu di tích lịch sử Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, huyện Hoa Lư đã tổ chức lễ khai mạc lễ hội Cố đô Hoa Lư năm 2011 với sự tham gia của lãnh đạo Trung ương và tỉnh Ninh Bình cùng đông đảo người dân địa phương. Lễ hội Cố đô Hoa Lư là lễ hội truyền thống linh thiêng và lớn nhất trong năm ở Ninh Bình để tôn thờ các vị vua Đinh, vua Lê và Tiền Lý. Những năm gần đây, lễ hội này được giao cho huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình tổ chức. Mở đầu các hoạt động là lễ rước nước diễn ra vào 5 giờ 30 phút sáng ngày 8 tháng 4 với nhiều nghi thức đậm đà bản sắc địa phương được hình thành và duy trì hàng trăm năm nay. Do đó, hoạt động này cũng thu hút hàng ngàn người dân tham gia. Năm nay sẽ có thêm lễ mở cửa đền để dâng hương báo công và cầu xin các vị thần linh cho mở hội. Lễ hội diễn ra từ mùng 6 đến mùng 10 tháng 3 âm lịch. Bên lề lễ hội có nhiều hoạt động như biểu diễn văn nghệ, đại lễ cầu siêu, lễ hoa đăng thả 1.043 quả bóng bay, thi thư pháp, thi mâm ngũ quả tiễn vua và nhiều hoạt động thể thao. Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam cũng nhân dịp này tổ chức chương trình hội ngộ kỷ lục gia Việt Nam lần thứ 22 tại lễ hội. Cái điểm mới trong cái tổ chức lễ hội truyền thống Cố đô Hoa Lư năm nay, tức là thực hiện những nghị quyết 11 của chính phủ, cho nên là các cái lễ hội là chi tiêu trong tài chính công là phải tiết kiệm. Vì vậy như thế là chúng tôi tiến hành như thế là xã hội hóa lễ hội, giao cho tất cả các xã và các cái thôn xóm là có cái nhiệm vụ làm sao cho cái lễ hội vừa mang tính tôn nghiêm, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, làm cho lễ hội tôn vinh nhưng đồng thời cũng tiết kiệm. Toàn dân thực hiện cái lễ hội theo cái tinh thần là làm sao cho cái lễ hội hoành tráng, ấn tượng nhưng mà tiết kiệm. Đất Trường Yên hôm nay rực đỏ cờ bay và tấp nập từng đoàn người thập phương và nhân dân trong tỉnh đến chảy hội trong thời tiết se lạnh, lất phất mưa xuân, báo hiệu cho một năm nhiều niềm vui, nhiều thành công cho người dân tỉnh Ninh Bình. Trong hai ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 4, chính quyền thành phố Pleiku, Gia Lai đã tiến hành khai quật 90 vị trí có dấu hiệu còn sót hài cốt trong lòng hồ B biển Hồ, là hồ lấy nước tưới cho các loại cây trồng. Trong đó có 4 phần mộ được người thân đến nhận và đưa về an táng tại gia đình. Số còn lại phần nhiều là lớp đất bị phân hóa có màu đen xốp. Hơn 20 vị trí có một ít xương và những vật dụng chôn theo người chết. Công tác khai quật, cất bốc và di dời những hài cốt tại khu mộ này đã được các ngành chức năng thực hiện một cách chu đáo, đúng đạo lý truyền thống đối với những người đã khuất. Tất cả các phần mộ được khai quật lên đều được cho vào quách, cho dù chỉ còn một nắm đất tơi xốp, và di rời về an táng tại nghĩa trang thành phố Pleiku. Từng phần mộ đều được đánh dấu cụ thể, rõ ràng, thể hiện trên sơ đồ, được đo đạc theo từng vị trí. Và việc làm này sẽ được công bố rộng rãi để thân nhân có điều kiện đến thăm viếng và có nguyện vọng đưa hài cốt người thân về chôn cất. Đây là khu mộ được hình thành từ những năm 1930 dưới thời kỳ Pháp thuộc để chôn cất những phu chè làm công nhân trong các đồn điền. Sau ngày giải phóng, tỉnh Gia Lai đã quy hoạch làm công trình thủy lợi để lấy nước phục vụ sản xuất và có chủ trương di rời từ năm 1979. Song công tác cất bốc các phần mộ chưa được thực hiện một cách đầy đủ nên vẫn còn sót lại một vài phần mộ và các vật dụng chôn theo. Ngày hôm qua mùng 7 tháng 4, tỉnh Cà Mau đã tổ chức ngày toàn dân hiến máu tình nguyện. Hơn 60 người gồm lực lượng công an, tỉnh đội, sinh viên trường Cao đẳng Y tế Cà Mau, trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau đã tham gia hiến máu tại khoa huyết học bệnh viện đa khoa tỉnh. Hiện nay tại 9 huyện, thành phố trong tỉnh Cà Mau đã thành lập được câu lạc bộ hiến máu tình nguyện, sẵn sàng hiến máu cứu người khi có yêu cầu từ các bệnh viện huyện và bệnh viện đa khoa khu vực. Riêng tại thành phố Cà Mau, câu lạc bộ hiến máu tình nguyện với hơn 250 thành viên tham gia, bao gồm lực lượng xung kích của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, công an, bộ đội, sinh viên các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trong đó nhiều người đã hiến máu từ 5 đến 10 lần. Em đã có được 6 lần hiến máu và mỗi một lần hiến máu thì em cảm thấy là cơ thể mình khỏe mạnh hơn, và sau nhiều lần hiến máu thì em cảm thấy tự hào nhiều hơn khi đã góp phần được giúp đỡ những bệnh nhân đang cần đến máu. Em thấy là ngày nay là tình trạng thiếu máu là rất là nhiều, cho nên là được trường vận động nên em đã tình nguyện tham gia hiến máu, góp một phần máu của mình để cứu các bệnh nhân. Ngoài tổ chức hoạt động hiến máu vào đầu và cuối tháng, lực lượng nòng cốt này còn là ngân hàng máu sống, sẵn sàng hiến tặng máu cứu người khi có yêu cầu đột xuất của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản, Nhi và Bệnh viện Hoàn Mỹ. Trong những ngày qua thì để hưởng ứng phong trào thanh niên hiến máu tình nguyện, đặc biệt là 7 tháng 4 đó, thì đầu tháng thì chúng tôi đã vận động 50 bạn để hiến tặng cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh để hưởng ứng ngày 7 tháng 4, ngày hiến máu tình nguyện, và 30 bạn hiến cho Bệnh viện Sản Nhi. Thì đây là việc làm chúng tôi để chào mừng 7 tháng 4, còn lại những ngày khác thì chúng tôi cũng làm thường xuyên. Và đặc biệt là những lần hiến máu đột xuất để cứu những người bệnh ở tại hai cái bệnh viện lớn là Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Sản Nhi.
sắp tới thì về ý định của câu lạc bộ hiến máu tình nguyện của tỉnh thì chúng tôi tiếp tục đang xin ý kiến ban vận động để thành lập một cái câu lạc bộ máu hiếm, những cái nhóm máu mà mình thường gặp mà nó hiếm đó. Thì hiện nay tôi đang củng cố ở các cái trường đó, thì dự kiến có khoảng 50 bạn để đăng ký để làm nhóm máu hiếm và sẵn sàng hiến bất cứ lúc nào. Hiến máu tình nguyện giải quyết được chất lượng máu truyền cho bệnh nhân, đảm bảo đưa từng đơn vị máu vào cơ thể bệnh nhân đạt hiệu quả cao nhất, là một việc làm cao thượng, nhân đạo sâu sắc và là nghĩa cử đẹp rất đáng trân trọng. Tiếp theo là thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật. Ngày 8 tháng 4, lần đầu tiên Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Hà Nội đã khai giảng một lớp học tiếng Việt dành cho các phu nhân đại sứ và cán bộ đại sứ quán chưa biết tiếng Việt tại Hà Nội. Tham gia lớp học, các phu nhân cùng cán bộ đại sứ đều mong muốn sau khóa học, họ sẽ không chỉ giao tiếp được với người Việt Nam, mà hơn thế là tìm hiểu về văn hóa, đất nước, con người Việt Nam. Tại lớp học, một số đại sứ đã chia sẻ về những kinh nghiệm học tiếng Việt của mình. Lớp học đã nhận được sự hưởng ứng tham gia tích cực của các học viên, qua đó góp phần phát triển và quảng bá tiếng Việt, văn hóa Việt Nam đến các bạn bè quốc tế. Tây Ban Nha đã bác bỏ khả năng hiệu ứng domino vỡ nợ sẽ lan tới nước này sau khi láng giềng Bồ Đào Nha phải chính thức cầu cứu Liên minh châu Âu vào ngày 6 tháng 4. Các chuyên gia cũng bày tỏ lòng tin vào khả năng trụ vững của Madrid dù nền kinh tế lớn thứ tư khu vực đồng euro có quan hệ chặt chẽ với kinh tế Bồ Đào Nha. Trong cuộc đấu giá ngày 7 tháng 4, Tây Ban Nha đã bán được số trái phiếu chính phủ kỳ hạn 3 năm trị giá lên tới 4,1 tỷ euro. Mức lãi suất đấu giá là 3,56%, giảm so với mức 3,59% trong cuộc đấu giá cách đây một tháng. Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Tây Ban Nha Elisan Salgado khẳng định nước này hoàn toàn không chịu tác động từ quyết định xin cứu trợ của Bồ Đào Nha vì nền kinh tế Tây Ban Nha vốn đa dạng và sinh lợi hơn nước láng giềng bán đảo Iberia. Tổ chức Hợp tác Kinh tế và Phát triển OECD cũng cho rằng việc đánh đồng Tây Ban Nha với những nước có mức nợ công cao như Bồ Đào Nha, Hy Lạp và Ireland là không chính xác và không công bằng. Ủy ban châu Âu EC cũng ủng hộ Madrid với lời nhận xét rằng Tây Ban Nha sẽ đáp ứng các mục tiêu cắt giảm thâm hụt ngân sách nhà nước trong năm 2010 và năm 2011. Có sự khác biệt đối với những nền kinh tế khác nhau, đặc biệt là Bỉ, Tây Ban Nha và Italia, và có lý do chính đáng cho sự khác biệt này. Các thị trường này rất lớn và chắc chắn chúng không thể bị nhà đầu tư thoái vốn như những nền kinh tế yếu hơn. Theo các chuyên gia ngân hàng, mặc dù thể trạng nền kinh tế của Tây Ban Nha khác với Bồ Đào Nha, tuy nhiên về trung hạn, kinh tế Tây Ban Nha vẫn mong manh, đòi hỏi chính phủ nước này phải cân bằng các hoạt động tài chính công. Nếu vỡ nợ công, tiền cứu trợ dành cho Madrid sẽ lớn hơn tổng số tiền cứu trợ Ireland, Hy Lạp và Bồ Đào Nha gộp lại. Kinh tế Tây Ban Nha đã liên tục giảm tốc, lần lượt 3,7% và 0,1% trong 2 năm trước, sau khi hơn một thập kỷ tăng trưởng, nhờ thị trường bất động sản làm ăn phát đạt. Kinh tế suy yếu dẫn đến hệ lụy là tỷ lệ thất nghiệp tăng vọt, và con số này đã lên tới 20,33% vào cuối năm 2010, mức cao nhất trong các nước OECD. Ngày hôm nay, mùng 8 tháng 4, Bộ Tài chính Australia đã chính thức tuyên bố sẽ không thông qua đề xuất sáp nhập hai sàn chứng khoán nước này và Singapore vì cho rằng nó sẽ làm ảnh hưởng tới các lợi ích quốc gia. Điều này đã kết thúc những lời đồn đoán về khả năng sáp nhập hai sàn chứng khoán hàng đầu thế giới này trong suốt nhiều tháng qua. Bộ Tài chính Australia đã chính thức khẳng định nước này sẽ loại bỏ kế hoạch sáp nhập sàn giao dịch chứng khoán với Singapore. Vì nếu điều này xảy ra, ngành tài chính của Australia sẽ bị phụ thuộc vào chính một đối thủ của họ tại châu Á. Ông cũng cho hay việc sáp nhập trên sẽ chỉ hợp lý nếu nó mang lại các lợi ích lớn cho Australia, như tạo ra các cơ hội lớn cho thương mại và đầu tư của nước này. Như vậy, tuyên bố trên đã chính thức kết thúc các đồn đoán về thương vụ sáp nhập thị trường chứng khoán Singapore SGX và thị trường chứng khoán Australia ASX. Theo đó, SGX sẽ mua lại ASX với giá 8,7 tỷ đô la Mỹ. Và nếu thành công, đây sẽ là một vụ sáp nhập quan trọng nhất trong lĩnh vực chứng khoán ở châu Á Thái Bình Dương, mở đầu cho một xu thế mới trên thị trường tài chính khu vực. SGX sẽ có quyền bổ nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị và giám đốc điều hành, còn ASX có quyền bổ nhiệm phó chủ tịch hội đồng quản trị của công ty mới. Xu hướng sáp nhập các thị trường chứng khoán đang trở nên phổ biến, do điều này sẽ gia tăng sức mạnh cạnh tranh cho các sàn trên thế giới. Tuần trước, sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq và Intercontinental đã chính thức gia nhập cuộc đua trị giá 11,3 tỷ đô la Mỹ bằng tiền mặt và cổ phiếu để giành NYSE Euronext nhằm ngăn sàn này sáp nhập với Deutsche Börse. Trong khi đó, sàn giao dịch chứng khoán London cũng đang trong kế hoạch sáp nhập với Toronto nhằm tạo ra một trong những sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất trên thế giới. Bảo tàng Madame Tussauds tại Los Angeles, nước Mỹ, ngày 7 tháng 4 đã ra mắt công chúng một tác phẩm hết sức có ý nghĩa dành cho cặp đôi hạnh phúc của Hoàng gia Anh, Hoàng tử William và vị hôn thê Kate Middleton. Một tấm thiệp mừng khổng lồ với rất nhiều lời chúc của người dân và các khách tham quan đã được trưng bày tại bảo tàng để dành tặng cho cặp đôi hoàng gia nổi tiếng này. Những người yêu mến và ngưỡng mộ cặp đôi trẻ đã tụ tập trước bảo tàng để chứng kiến việc ra mắt tấm thiệp mừng khổng lồ này, đồng thời đứng xếp hàng để viết vào đó những lời chúc tốt đẹp.
Tổng lãnh sự Anh, bà Barbara Hay và Tổng Giám đốc Bảo tàng Madame Tussauds, ông Colin Thomas đã giới thiệu tấm thiệp mừng và cắt giải băng ra mắt tấm thiệp xinh đẹp này trước công chúng. Ý tưởng là một tấm thiệp với kích thước khổng lồ này đã được các nhân viên ở bảo tàng đề xuất và Tổng lãnh sự Anh Barbara Hay cho biết bà rất bất ngờ trước ý tưởng độc đáo và đầy ý nghĩa cho cặp uyên ương nổi tiếng ở xứ sở sương mù. Tôi nghĩ rằng điều đặc biệt nhất ở món quà này chính là nó đã mang mọi người tới gần nhau hơn, tạo ra một bầu không khí phấn chấn, sôi nổi và gắn kết mọi người với nhau. Họ muốn được kết nối với cả thế giới và đây đúng là một bằng chứng thiết thực cho những gì đang diễn ra ở đây. Tôi nghĩ điều này thật vô cùng ý nghĩa. Tôi cho rằng toàn bộ ý tưởng khiến cả thế giới, đặc biệt là thành phố Los Angeles, được trở nên rộn ràng là một ý tưởng tuyệt vời. Và nó thực sự đã cho chúng ta thấy được có bao nhiêu người trên thế giới ngưỡng mộ hoàng tử William và Kate. Tấm thiệp mừng khổng lồ này sẽ được trưng bày để cho mọi người viết những lời chúc mừng từ nay cho đến cuối tháng 4. Sau đám cưới Hoàng gia Anh, tấm thiệp này sẽ được gửi đến London để tặng cặp uyên ương trẻ. Bản tin xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.